Xin chào cả nhà nha, đến với kênh Hội Ngọn miền Tây Tây Quê nha. Hôm nay mình ra thăm vườn chôm chôm nhà mình nha cả nhà. Đây, sau lưng mình là mấy cây chôm chôm nha, cũng đang ra bông nha cả nhà. Trước mình cũng có quay cho cả nhà cùng xem là mới ra bông đó. Thì bây giờ ra bông rồi nó nở nha cả nhà. Bây giờ mình quay cho cả nhà xem tiếp nha cả nhà. Đây là cây chôm chôm nhà mình nha cả nhà. Bông ra cũng nhiều lá cả nhà. Qua đây mình quay cho cả nhà xem rõ một chút nha. Đây. Đó, cả nhà. Bông cả nhà, quá chừng bông luôn. Lúc trước á là mới lú lú ra nha. Hôm nay là nó sẽ nở ra. Đây cả nhà. Là nó muốn đậu trái nha cả nhà, ra nhụy rồi nha. Đây, đây là nhụy bông nè. Đây, chôm chôm nhà mình nha. Mấy trái mít này hư rồi cả nhà. Cây nhỏ quá mình không có cần để, mình không có xử lý nữa. Đây. Quá trên trái luôn cả nhà ơi. Quá trùng trái luôn cả nhà. Dài dài bên đây bông chứ, xin lỗi cả nhà nha, gà bông quá chừng luôn à. Đây cả nhà. Rất là nhiều bông luôn nha. Dài dài bên đây cho cả nhà xem nè. Cái này nó càng mới ra bông rồi cả nhà, bông không luôn. Đây là chuồng gà của mình. Mình cùng đi tham quan vườn của mình nha cả nhà. Đây. Mình được có cây mai mới dời nha, dời ra nha. Đó. Dời ra phải cắt gì cho nó đâm tự khác, mình dưỡng là tự lại luôn. Mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Từ dưới chân nó dậy lên, mình đúng đang sửa lại nha cả nhà. Tới đây mục tiêu cái đó. Đây. Mẫu đế cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây. Đây. Đấy. Cái này bông cũng nhiều cả nhà. Mỗi một đợt tược như gì ra một cái bông nha. Quá thì nhiều luôn, rất là nhiều. Mình cũng có mấy cây xài đây cả nhà, xài Đài Loan nha. Chung là chen chừng có hai cây xài vô cả nhà, chen vô để dành có ăn nha. Quá trời bông luôn. Suy nhà mình cũng bên đây cũng bự rồi. Bự luôn nha. Còn chừng 20 bữa nữa là giáp là 2 năm riêng mình đó. Đây cả nhà.
hơi lắc rồi, cả nhà cũng thông cảm giùm cho mình nha. Hôm nay rảnh đi ra tham quan cái vườn chôm 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 của nhà mình đây cả nhà, quá chùm bông. Năm rồi cũng để trái nhưng mà nó bị tụt trái rồi, vừa bỏ năm nay mới để lại. Vườn này là mình tỉa ba nhánh bớt vì nhìn nó thưa, để nhánh nhiều quá, lá nhiều quá cái sâu cả nhà. Nay rảnh rảnh đi tham quan vườn, cái cây này ra mới giữ nè cả nhà, ra từ trong thân luôn rồi nha, này cái thân nè, này cái thân nhánh rồi ra bông luôn nè. Là cái việc năm nay ra bông rồi mà không biết nó đạt trái hiệu quả hay không thôi nghe cả nhà. Thì trước tiên là thấy bông nó ra là rất là ok. Rồi, lắc ở cả nhà cũng thông cảm nhìn cho mình nữa. Cái vườn này đây của mình là gần 3 công, 2 công mấy nè. Đây cả nhà. Quá chừng luôn. Không có biết bông mưa rồi nha. Hôm nay trời mưa nha. Cũng còn đang mưa lắc gắt thì ở nhà lên. Cũng buồn ra quay vườn chôm cho cả nhà cùng xem. Đây. Đây. Ông nó mới mạnh mạnh xong rồi. Con ong nó đu vô đây chết luôn cả nhà. Con ong nó vô đây hút mật nó chết luôn. Không hiểu luôn. Ham ăn quá hay gì. Đây cả nhà. Quay quang cảnh có thể giúp cho cả nhà cùng xem. Nó tuyết bông rồi, không biết nó đạt hiệu quả ra sao. Năm rồi cũng bị thất thu cái vụ mấy lúc trước mình cũng có quay rồi, có quay cái chôm chôm nhà mình đó, mà nó rồi bị thất thu nha cả nhà, nó bị tuột trái hết luôn. Tại mới tới trái chiến lần đầu á, rồi cũng không có, chung ra là không có kinh nghiệm. Mà năm nay để lại nha cả nhà, năm nay đi cầu cứu mấy ông anh, và cũng chỉ những bài thuốc xịt ra hoa để trái bao nhiêu bữa xịt nha. Rồi năm nay thấy bông mà đạt hơn năm rồi nhiều. Là cái số lượng bông này nó cũng đạt hơn năm rồi luôn. Năm rồi ra như gì là bắt đầu nó rụng hết nha cả nhà. Mở ra gì là nó rụng còn cái cùi không luôn. Năm nay ra gì là thấy cũng im rồi. Nhưng mà tới nó đậu trái không biết từ sao đây. Còn sau lưng vườn mình đó là nguyên cánh đồng ruộng nha cả nhà. Lúa sập rồi cả nhà. Đây. Mới chỗ đều như gì sập vậy là cái này coi như là thua luôn. Đằng sau dừa mình thì cũng có nguyên cái hàng dừa. Nguyên cái hàng dừa. Thì những quay xương sơ lược thì cái dưới vườn của mình cho cả nhà cùng xem. Tại vì bên đây còn một miếng rồi, còn bên còn mấy bên sông một miếng nữa nghe cả nhà. Mưa cũng lớn rồi cả nhà, mình đi dài dài vô nghe cả nhà. Dài vô. Rồi bây giờ cũng mưa quá cả nhà, cũng đang vô tới cũng trời rồi, đứng mà ngoài ngoài ngay chuồng gà nãy đi ngang nè, là mưa quá cả nhà, ướt máy hết trơn à.
mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và một cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà.